Xin chào bạn, hôm nay đại lý Inac Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu quý khách cái vòi sen tắm nhiệt độ có cái mã hiệu là BFV3413T-4C. Thì cái sản phẩm này nó ngoài ra còn cái tay 4C, nó còn có 3 là cái tay khác là -3C, 7C và 8C các bạn. Tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra để chúng ta xem chi tiết bên trong. Thì cái vòi sen tắm nhiệt độ này thì hiện tại nó không còn lạ với chúng ta nữa, vì hiện tại là rất là nhiều khách hàng đã sử dụng cái sen tắm này. Đây là một số giấy tờ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng ha, ta lưu ý xem qua khá là chi tiết. Tôi sẽ đưa ra tất cả các bộ phận ra ngoài để chúng ta sẽ xem qua một lượt nha. Đây là cái chộp chân sen nha bạn. Cái này cái gá sen. Cái gá này thì nó không có nhiều chế độ chỉnh góc của cái tay. Và cái này là một số đinh ốc vít. Đây là cái dây sen. Đây là cái phần tay sen nha bạn. Thì cái phần tay sen này thì tay sen này là tay sen một chế độ ha. Phần này là phần nhựa mạ rôm. Cái phần này thì nó cố định không chỉnh được nhiều chế độ khác nhau. Và cái tay sen này thì sẽ phù hợp chúng ta nếu mà những cái nơi chúng ta sử dụng áp lực nước nó không được mạnh lắm, chúng ta nên sử dụng tay này ha. Đây là một sự lựa chọn tốt để nó không bị nước nó yếu ha. Đối với những cái tay sen ví dụ như trừ 3C thì cái này nhiều chế độ hơn thì nó sẽ làm cho nước yếu ha. Còn đi chúng ta đi qua cụm cụ sen thì đối với sen nhiệt độ chúng ta lưu ý là bên đường nước bên trái đây là nước nóng, bên đây là nước lạnh ha. Nếu mà chúng ta lắp sai đi ngược thì chúng ta không sử dụng được, bắt buộc chúng ta phải chạy lại cái đường nước cho nó đúng. Logo của Inac thì nó ngay ở vị trí này nha bạn, logo vị Inac ha. Cái phần cụ sen này thì bên đây là chỉnh nước nọ nhiệt độ ha. Đây thì nó sẽ cố định chúng ta tối đa là 38 độ, ta muốn trên 38 độ chúng ta nhấn vào đây ha, chúng ta chỉnh lên ha, chỉnh lên trên vượt qua 38 độ. Và cái bên đây là chỉnh nước mạnh yếu ha, có thể đóng nước hoặc mở được mạnh yếu. Và cái sen này sẽ mặc định á, chúng ta là nó nước sẽ ra cái vòi này rồi xả xô ha. Chúng ta muốn chuyển lên tay sen chúng ta buộc phải giật cái nút này lên ha. Đó, ta nhìn tổng quan qua cái cụm sen này thì cái sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm các bộ phận như ở đây. Chúng ta lưu ý trong quá trình chúng ta nhận hàng, chúng ta kiểm tra hàng lúc nhận hàng cho nó đầy đủ các bộ phận ha. Thì sản phẩm này đang được cung cấp ở đại lý Inac Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.